Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Bảo tàng tỉnh Lào Cai không chỉ là nơi sưu tầm, nghiên cứu và lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Bảo tàng tỉnh đang bảo quản gần 14.800 hiện vật, trong đó nhiều hiện vật có giá trị cao trên các mặt lịch sử, văn hóa và khoa học. Đặc biệt, có một số hiện vật quý, độc bản đã trình hồ sơ công nhận là bảo vật quốc gia như lôi đồng, niên đại trên 2.200 năm và tượng thần Shiva Natajara khoảng thế kỷ 18. Với những đổi mới và sáng tạo sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Bảo tàng tỉnh đã đón trên 25.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm. Sự phong phú về tư liệu và hiện vật giúp đơn vị thực hiện thành công nhiều cuộc triển lãm trưng bày chuyên đề ý nghĩa như Sắc màu Tây Bắc, Lào Cai 110 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Lào Cai 70 năm chặng đường lịch sử vẻ vang, Địa giới Lào Cai những dấu mốc lịch sử, ký ức thời bao cấp. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của thiết chế bảo tàng, hy vọng rằng thời gian tới, kho tư liệu, hiện vật của Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phong phú, đa dạng và ngày càng nhiều lên bởi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức cá nhân. Từ đó giúp đơn vị đa dạng hóa các hoạt động trưng bày, triển lãm để nhân dân và du khách vừa có thể nghiên cứu, học tập, vừa trải nghiệm.